Còn tiếp theo là cái câu hỏi đó là cái việc uống rượu mà không có làm hại ai thì tại sao mà lại tạo nghiệp? Quý vị có thể bấm ngược trở lại hay truy ngược trở lại câu hỏi. Đó. Và vị này đưa ra ví dụ là giết con heo. Xin thưa là cái ví dụ gì nó không có khớp. Sư đưa ra ví dụ như thế này. Một chai thuốc độc mà nếu uống hết một chai đó thì là chết chắc, không thuốc chữa. Uống nửa chai nếu cấp cứu kịp thì còn sống. Thì chúng ta có thể nào nói là bây giờ chúng ta chỉ lấy một cái đũa đó, chúng ta nhúng vào trong nhúng vào trong cái chai thuốc độc đó, là chúng ta nếm mà nó có tác hại hay không? Thì phải nói là dù cho thuốc độc có ít cỡ nào đi nữa vào cơ thể nó vẫn cứ là thuốc độc và chắc chắn nó sẽ phải gây hại ha. Thành ra đó, trong Tạng luật đó, Đức Phật mới nói là dù cho chúng ta lấy một ngọn cỏ đó, cái đầu ngọn cỏ chúng ta nhúng vào trong rượu và chúng ta nếm cái giọt rượu mà nó dính chút xíu cho đầu ngọn cỏ đó vẫn cứ là phạm giới. Và cái trường hợp mà quý vị rồi sư đưa ra một cái quý vị nói là quý vị uống rượu không hại ai thì nó tại sao lại nói là tôi tạo nghiệp? Thì sư đưa ra một cái ví dụ như thế này. Khi giết người á, sau khi mà giết người rồi, chúng ta nói rằng khi nào tôi giết người xong, tôi giết người rồi để mà tôi phạm thêm một tội nữa, đó là tôi trộm cắp, thì nó mới mới tính là tội. Chứ còn bản thân cái việc tôi giết người không thôi, tôi không giết, tôi không trộm cắp thì không thể nào tính là tội được. Quý vị có thấy cái chuyện vô lý nằm ở chỗ nào hay không? Vô lý ở chỗ bản thân cái chuyện giết người đó đã là tội rồi. Thành ra đó, vị này đưa ví dụ giết con heo thì nó không chính xác. Vị này ví dụ là giết con heo nhưng mà nghĩ lại nhân quả nghiệp báo nên mình quyết định không giết nó thì không thể nào phạm tội sát sanh được. Sư đồng ý. Thì nó phải tương đương với cái ví dụ mà quý vị uống rượu, nó như thế này. Tôi chuẩn bị tôi uống rượu, vì bất kỳ lý do gì tôi chuẩn bị uống rượu, nhưng mà nghĩ đến cái ác nghiệp do uống rượu cho nên tôi không uống nữa. Nó mới đúng. Chứ chúng ta không thể nào chúng ta nói là chúng ta uống rượu xong rồi mà chúng ta không hại ai thì không thể nào là chúng ta phạm giới được nha. Nó cũng giống như cái ví dụ nãy như sẽ nói sau sau khi chứ nào gì nó là sau khi tôi giết con heo mà tôi còn giết thêm con bò, giết thêm con gà, nó mới phạm tội sát sanh. Chứ còn nếu tôi giết con heo không thôi thì nó không phạm tội sát sanh, nó không chính xác. Chỉ bản thân riêng việc uống rượu nó đã là ác nghiệp rồi. Rồi nói về cái việc mà nặng hay nhẹ của cái giới uống rượu đó thì nó như thế này. Ngay cả trong Tạng luật cũng có quy định, nếu uống rượu nhằm mục đích chữa bệnh thì vẫn phạm tội, nhưng mà tội nhẹ hơn việc uống rượu để mà giải trí. Cho nên dù quý vị uống rượu để chữa bệnh không phải là bằng cái ý ác, không phải bằng ý ác, thì nó vẫn là phạm tội.